Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng thu hoạch bí với mình nha. Ở bên Mỹ này á, người ta trồng bí thì tháng 10 là cái tháng mà người ta thu hoạch bí để trưng vô cái ngày lễ Halloween. Nhưng mà mình á, trồng bí để mình nấu canh hay là nấu chè nha cả nhà. Ngoài ra thì người Mỹ họ cũng dùng những trái bí này để chế biến thức ăn nha cả nhà. Các loại bánh rồi các loại như là thức uống này kia đó. Cả nhà coi mấy trái bí nó ra cưng chưa nè. Wow, trái này bự chưa? Trái này là loại khác nha cả nhà. Mình kéo nặng tay luôn á. Này chắc cũng khoảng hơn 5 kg cả nhà. Trái này nó nằm dưới đất cho nên nó bị vàng một bên nè cả nhà. Nó nặng quá bưng không nổi, phải kéo luôn đó cả nhà ơi. Cái trái này nó có cái hình dáng hơi lạ lạ ha cả nhà ha. Còn đây là trái zucchini mà mình hay kêu là trái mút Mỹ đó nha cả nhà. Bự chưa nè cả nhà ơi. Loại bí này dẻo dẻo nấu chè ngon lắm cả nhà. Mình hay nấu với đậu xanh hột. Món chè này thì vừa ăn mát vừa chỉ nhức đầu. Món chè này người miền Tây gọi là nấu kiệm. Mình nói có đúng không vậy các bạn ở miền Tây? Và đây là thành quả của mình. Còn đây là loại bí gọi là spaghetti squash, tức là những cái sợi mì Ý ở trong mình lấy ra nó thành những cái sợi nha cả nhà. Cũng nặng tay lắm luôn cả nhà ơi. Trái này bị bạn thọ bạn gặm nè. Trái này còn nhỏ để đợt tới mình mới cắt cả nhà ơi. Rồi bây giờ vô nhà mình nấu chè cái trái bí mì Ý nha cả nhà. Mình cho vô đây một ít đậu xanh không vỏ. Đậu xanh á, thì mình không cần ngâm, nước sôi thì mình rửa sạch đậu rồi mình bỏ vô thôi. Lượng đậu không nhất thiết, bạn muốn ăn nhiều thì bạn bỏ nhiều, ăn ít thì bạn bỏ ít ha. Sau khi mà đã nấu được khoảng 10-15 phút á, hạt đậu nó cũng đã nở ra rồi á, thì mình sẽ cho vô đây một ít bột bán. Nửa chén đậu thì mình cho khoảng 2-3 muỗng canh bột bán nha cả nhà. Thì bột bán bên Mỹ này cũng không cần ngâm. Ngâm thì nó sẽ vữa ra, chỉ cần đổ vô và mình quậy đều lên, đánh tan những cái hột nó đóng cục ra như vậy thôi nha cả nhà. Mình cho vô đây khoảng nửa muỗng cà phê muối để cho nó thêm phần đậm đà. Bí thì mình đã rửa sạch cắt sẵn ở đây, và khi đậu và bột bán để nhừ một chút rồi đó thì mình sẽ cho bí vô nha cả nhà. Và mình sẽ sử dụng nước cốt dừa, mình lấy nửa lon, loại nào cũng được nha cả nhà. Và một gói bột vani mình đổ chung vô nước dừa. Bí cũng đã nhừ, mình cho nước dừa vào. Sau cùng thì mình cho khoảng 3 viên đường vàng lớn như vậy, khoảng nửa chén á. Mà nếu như mà các bạn thấy nó đặc quá thì các bạn cho khoảng 1-2 chén sữa tươi vô. Và bây giờ thì đường đã hoàn toàn tan và chè cũng đã chín tới ngon. Mình múc ra chén nha cả nhà. Bí nó nhừ tan ra thành những cái sợi như sợi vi cá, rất là lạ cả nhà. Đây là lần đầu tiên mình nấu cái loại chè bí này. Mình thấy rất là ngon và mình rất là thích. Mình thử nha. Vị ngọt rất là thanh vừa ăn. Và bây giờ nếu các bạn thích thì các bạn cũng thử nấu một nồi chè như vậy đi nha. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ thì tới phần khắc pumpkin của mình nha. Năm ngoái thì mình có quay một đoạn video concert về pumpkin nhưng mà mình không có khắc trái nào ở trong đó. Năm nay thì mình sẽ thử khắc một trái, và đây cũng là một trái đầu tiên mình làm nha. Mình không có sử dụng những cái loại dao để chạm khắc pumpkin mà mình chỉ sử dụng dao thường ở nhà có thôi nha cả nhà. Và đây tác phẩm của mình. Và đây là phần trang trí chuẩn bị Halloween của nhà mình. Nhân dịp ngày lễ Halloween thì mình cũng chúc các bạn Happy Halloween and be safe. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.